Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, đài RFA lại xuyên tạc. Nhân Ngày Báo chí Việt Nam, đài phản động RFA lại đăng bài vu cáo Việt Nam đàn áp tự do báo chí thông qua việc bắt giam một loạt nhân vật thuộc tổ chức chống phá Hội Nhà báo Độc lập như Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy, Lê Hữu Minh Tuấn, Phạm Thành. Xuống cấp nghề nghiệp thì sa thải, vi phạm pháp luật thì bị bắt và xét xử, đâu cũng thế và nước nào cũng thế. Cũng như vừa rồi tại Mỹ, vừa mới sa thải một loạt phóng viên vì vi phạm tiêu chuẩn nghề nghiệp báo đó hay sao? Cụ thể là bà Bai Fang, Tổng Giám đốc Đài Á Châu Tự Do, RFA và một loạt giám đốc các kênh truyền thông quốc tế vừa bị chính phủ Mỹ sa thải đó hay sao? Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, các nước Anh có pháp luật, có quy định về tiêu chuẩn báo chí, còn Việt Nam không được phép có sao? Mấy kẻ mà RFA nói đến đều bị bắt vì vi phạm pháp luật, chứ có phải do hoạt động báo chí đâu. Số đối tượng này có thẻ nhà báo đâu mà gọi là phóng viên báo chí. Chúng chỉ là những kẻ tự xưng nhà báo, tự lập ra cái gọi là Hội Nhà báo Độc lập, để qua đó thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam, chống phá đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam một cách điên cuồng. Đúng là giờ này không hiểu sao RFA còn mở miệng ra nói tự do báo chí, dân chủ nhân quyền với Việt Nam, mà không biết rằng thực tế ở Mỹ hiện nay đang thật sự có nhiều vấn đề cần phải lên tiếng. Nào là chết vì dịch Covid-19, nào là phân biệt chủng tộc, màu da, nào là vô nhân tính kẹp cổ người dân đến chết trong đau đớn. RFA không lo mà lên án cho chính phủ Mỹ giải quyết các vấn đề nội tại của nước Mỹ mà lại còn tích cực đi chống phá Việt Nam.